Lần này rút kinh nghiệm. Dần Tùng nó giới thiệu cho mình có người mai mối, có người chọn lọc cho mình là sẽ tốt hơn. Mà nhắc tới Tùng á, cái bực mình này nè. Tự nhiên hẹn đi cà phê xem mặt người yêu thì hẹn nhau buổi tối đi. Tự nhiên giờ này á, nắng chang chang ra đây ngồi. Mình phụ nữ mình đến trước luôn. Không biết có mất giá trị không ta. Nhìn gì đó, ở đây có nhiều cái bàn mà sao tự nhiên phải ngồi chung với nhau làm chi cho người ta dị nghị. Mang dép nữa. Mặc áo không có bỏ vô quần. Phong độ bình thường quá. Thiệt nha, tôi mới kỳ thị, nhưng mà tôi thấy cái phong cách anh á giống như chạy xe ôm vậy đó. Mà mấy người chạy xe ôm đó là phải chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, chứ bây giờ cua gái đẹp như vậy bà xã thấy buồn tội nghiệp bà xã nha. Thấy. Gái hiểu lầm rồi. Tôi không có chạy xe ôm. Tôi là thầy giáo. Với lại tôi tới đây cũng có hẹn. Trai là thầy giáo. Teacher. Ok. Cảm phiền trai quay qua bên kia chút. Trời, cái thằng Tùng nó nói, nó giới thiệu cho mình một anh teacher. Không lẽ chính là boy này? Quay qua đây, nhưng mà lỗ tai vẫn nghe nói mình mệt nói không gì. Bây giờ quay lại được rồi. Teacher phải tên là Mr. Tiết đúng không? Tiết. Mr. Tiết. Trời, gái biết tên tôi luôn hả? Không lẽ gái chính là em là Miss Sen. Cô là Sen hả? Sen, Miss Sen. Sen mà quay qua kia coi. Không lẽ chính là cô gái tên Sen, người mà Tùng đã giới thiệu cho mình sao? Yes. Ê, quay lại. Hả? Tôi suy nghĩ xong rồi. Sao? Cô là Sen mà Tùng giới thiệu phải không? Yes. Ủa sao khác, ngoài đời khác quá vậy? Chắc là nó bị ảo đó. Chứ thực ra Sen là chỉ thế thôi. Teacher ơi, teacher cho em hỏi là teacher về nước khi nào vậy? Về nước nào? Nước Việt Nam của mình. Đâu có, hồi đó giờ tôi ở trong nước không à. Ủa? Đâu có ngoài nước gì đâu. Ủa? Tôi thực ra là chỉ là thầy giáo. Thầy giáo dạy cho mấy đứa học sinh nghèo, chứ đâu có đi nước ngoài gì đâu. Trời, tôi cực khổ lắm, làm chày da chóc dãy kiếm miếng cơm manh áo mà. Đâu có phải sướng như Sen. Sen là trưởng phòng được đi giao dịch ở nước ngoài suốt. Cái gì? Em làm trưởng phòng. Nghe lộn rồi đó, em làm dọn phòng. Dọn phòng cho khách sạn. Cái gì giỡn chơi hoài? Thiệt. Cái gì vậy ta? Thiệt mà. Đi gọi thoại nói chuyện nó coi. Trời, cái gì thằng này sao nó đúng đi nước ngoài gì thôi. Alo. Hả? Tùng hả? Tao tít rồi Tùng. Tao gặp Sen rồi Tùng. Sao mày nói gì? Hả? Rồi vậy thôi nha. Ủa gì vậy? Nó nói nó cấy cho hai mình gặp nhau xong rồi cãi lộn chơi. Nó sướng vậy đó. Trời, sao nó rảnh quá vậy? Thì bây giờ nó rảnh quá trời. Tự nhiên rồi một cuộc hẹn ra không có kết quả gì hết. Ngu nhiên quá. Bỏ chuyện Tùng đi, bây giờ tính chuyện của mình nè. Chuyện mình chuyện gì? Bây giờ mình làm quen được lại được không? Ủa cũng được hả? Nhưng mà tôi bị nám á, xấu lắm. Không có sao. Tôi không có quan trọng vẻ bề ngoài. Với lại tôi mà nhờ người ta làm quen cũng phải mong tìm được người bạn giàu có để nhờ giả hay gì hết. Cái chính của tôi là cần một người bạn để tâm tình. Vậy hả? Tôi có nhiều tình lắm, cứ tâm đi. Tôi là Tít. Tôi là Sen.